Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Một thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão số 3. Ngày 8 tháng 9, tin từ Bộ Công an cho biết trong quá trình phòng chống cơn bão số 3, bão Yagi, thiếu tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là cán bộ trại giam Quảng Ninh thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã anh dũng hy sinh. Theo đó, vào khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 9, khi nước lũ dâng cao có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại phân trại số 2 tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Khẩn trương cứu nạn cứu hộ đến 10 giờ 15 phút ngày 8 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thiếu tá Trần Quốc Hoàng tại khu vực bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cách đơn vị khoảng 1 km. Hiện nay, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đang phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng để tổ chức lễ tang, động viên gia đình và thực hiện chính sách đối với cán bộ hy sinh theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại bước đầu thống kê đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã làm 22 người thiệt mạng mất tích do bão lũ quét sạt lở đất, 229 người bị thương. Trong số 21 người thiệt mạng ở Lào Cai 6, Quảng Ninh 4, Hải Phòng 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1, Hòa Bình 4, Yên Bái 1, Lạng Sơn 1, Quân khu 31, có một người mất tích do lũ cuốn ở Bắc Giang. Trong số 229 người bị thương, tỉnh Quảng Ninh có 157 người, Hải Phòng 40 người. Bão số 3 khiến 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 8.017 nhà ở bị hư hỏng, 5 đoạn đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 97 đường dây 110 kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột điện viễn thông bị gãy đổ. Cây xanh đô thị bị bật gốc, cây đổ la liệt trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Một đại úy quân đội hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Ngày 8 tháng 9, Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, sinh năm 1997, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3. Theo Ban Thanh niên Quân đội, Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã có hành động dũng cảm, hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 năm 2024 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 9, Lữ đoàn Công binh 513 tổ chức xe ô tô chở cây về chằng chống lán nhà cho bộ đội tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, công trình chốt chiến dịch Bình Liêu 3. Do ảnh hưởng của mưa bão, đường trơn trượt khiến xe ô tô bị lật đè lên người Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, khiến anh bị thương nặng. Đại úy Nguyễn Đình Khiêm được đồng đội đưa đi cấp cứu, sau đó mất tại Bệnh viện Đa khoa Bình Liêu vào lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày. Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách. Bão số 3 gây mưa to, nước lũ ngập nóc nhà. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm ngày 6 tháng 9 đến chiều ngày 8 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa và gió lớn gây nhiều thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến trưa ngày 8 tháng 9, mưa bão đã làm một người tử vong. Nạn nhân là cháu Sùng Thị Tê, 10 tuổi ở thôn Suối Lót, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tử vong do nhà sập. Mưa bão còn làm sạt lở tốc mái 439 nhà dân,
gần 270 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ cũng khiến trên 600 hectare diện tích lúa, ngô, hoa màu bị ngập lụt, gãy đổ, cuốn trôi, nhiều gia súc gia cầm bị chết. Hai công trình thủy lợi bị hư hỏng, 12 cột điện hạ thế bị gãy, đổ, làm hàng trăm hộ dân bị mất điện. Ngoài ra, mưa lớn khiến tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ Văn Chấn lên huyện Trạm Tấu bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc đường. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ cũng bị sạt lở, nước lũ dâng cao gây ách tắc cục bộ. Khoảng 2.000 mét khối đất đá sạt lở xuống trung tâm y tế huyện Trạm Tấu, làm hỏng hệ thống lò đốt, nhà kho, phòng sấy dụng cụ y tế. Mưa lớn, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều nhà dân tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Ước tính, tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra tại Yên Bái là khoảng 15 tỷ đồng. Tại tỉnh Lạng Sơn, bão số 3 đã đi qua và gây thiệt hại cho địa phương khiến 1 người tử vong, 9 người bị thương. 1.256 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở và trên 2.201 hectare lúa hoa màu bị ảnh hưởng. Về giao thông, trên 113 điểm bị ngập cục bộ và bị chia cắt, trên 153 điểm sạt lở ta luy âm dương. Đối với tuyến quốc lộ, trên 11 vị trí tại quốc lộ 1B, quốc lộ 4A, quốc lộ 279, quốc lộ 3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến. Một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông như điểm ngập trên quốc lộ 1B đoạn qua Ủy ban Nhân dân xã Tú Xuyên, một số điểm ngập tại quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, cầu Na Sầm, huyện Văn Lãng. Hiện các địa phương trong tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục cảnh báo, khuyến cáo đến người dân về diễn biến của mưa bão để chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại. Dự báo cuối cùng về cơn bão số 3, Hà Nội cảnh giác với mưa lớn, ngập úng. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực và Trung du Bắc Bộ, hiện trạng áp thấp nhiệt đới sáng 8 tháng 9 suy yếu từ cơn bão số 3 thành một vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Hồi 10 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, vùng áp thấp liên tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới sẽ có mưa lớn. Từ nay đến sáng ngày 9 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi như sau. Các quận Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Đông Anh, Ba Vì 50-100mm, các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường Tín 40-70mm. Mưa lớn sẽ làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường. Mưa lớn có khả năng gây ra sạt lở đất ở vùng đồi núi một số huyện ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai. Mưa nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở đất ven sông, ngập lụt các vùng trũng sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ và vùng trũng ven sông một số khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn, quận Long Biên, quận Hà Đông. Lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân. Có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.